Xảo trá, Maya và đạo đức giả, Satheya. Cặp phiền não kế tiếp chúng ta phải bàn đến là xảo trá, Maya và đạo đức giả, Satheya. Maya có nghĩa là mánh khóe chúng ta sử dụng để che giấu những lầm lỗi và làm ra vẻ ta đây là người vô tội. Satheya có nghĩa là đạo đức giả hay khoe khoang những phẩm chất mà mình không thực sự có. Có những dạng đạo đức giả trong tôn giáo, họ làm ra vẻ ta đây là người đa văn học rộng, hay làm như ta đây cống hiến cả đời cho việc thực hành khổ hạnh, hay ta có những năng lực thần thông, hay ta đã đạt đến những tuệ giác cao trong thiền minh sát. Họ dùng đến những mưu mẹo và thủ đoạn để làm cho những kẻ ngu mê ấn tượng. Có lần một vị sư nọ đang thuyết pháp bỗng nói: "Này, cái cô ở đằng kia, hãy coi chừng nhé, chớ có để cho tâm lang thang như thế." Tất nhiên hầu hết những người đang nghe pháp đều không có sự tập trung, nhưng mọi người nữ trong pháp đường đều nghĩ rằng vị sư đang nói tới mình, và lời cảnh tỉnh này có tác dụng làm tăng thêm đức tin của họ nơi vị ấy, vì nó cho họ ấn tượng rằng vị ấy biết được tâm của họ bằng năng lực thần thông. Cách để vượt qua hai ác pháp xảo trá và đạo đức giả này là thực hành bát chánh đạo. Những người không thực hành chánh niệm có thể sẽ che giấu những khuyết điểm của mình và trở nên kiêu căng tự phụ. Hai nhược điểm về nhân cách này đặc biệt được tìm thấy giữa những người có tâm xảo trá như tàn tích từ những thói quen trong các kiếp quá khứ của họ. Dẫu sao, đối với người hành thiền đã quyết tâm hướng đến giải thoát Niết Bàn thì việc loại trừ chúng vẫn là điều cần thiết. Thật vậy, không có tâm xảo trá và đạo đức giả là điều kiện thiết yếu mà Đức Phật đòi hỏi những người đệ tử của mình phải có khi Ngài tuyên bố như sau: Etu vinyu puriso asato amayawi uchu chatiko ahamanusasami ahang thamman desemi. Những ai không lừa đảo và tự phụ, những ai có trí và chân thật, hãy đến với ta, ta sẽ dạy dỗ người ấy. Nếu người ấy nghe theo những lời chỉ dạy của ta, người ấy chắc chắn sẽ đắc A-la-hán thánh quả. Mục đích của đời phàm hạnh trong thời gian ít nhất là 7 ngày và nhiều nhất là 7 năm. Vị thiền sư có thể hướng dẫn người hành thiền một cách hiệu quả chỉ khi họ không có tâm dối trá và kiêu căng tự phụ. Vị thầy không thể làm gì được cho sự tiến bộ tâm linh của thiền sinh bao lâu họ còn dối trá và che giấu những lỗi lầm của mình, như ưa thích nói chuyện và ngủ nghỉ thay vì chuyên cần thực hành. Chắc chắn vị thầy không thể nào hướng dẫn một cách thích hợp cho một người hành thiền như vậy được, cũng như vị bác sĩ không thể chữa lành bệnh cho một bệnh nhân cứ khăng khăng là mình không bệnh. Và vị thầy cũng không thể giúp gì được cho người hành thiền lúc nào cũng làm ra vẻ ta đang hành tốt và đã đắc được các tuệ minh sát. Một người hành thiền giả dối như vậy sẽ không đạt được những tiến bộ tâm linh, cũng giống như một bệnh nhân lúc nào cũng làm ra vẻ như ta đã bình phục rồi vậy. Vì thế, người hành thiền nên theo dõi tiến trình tâm của mình với chánh niệm và cẩn thận đề phòng tâm xảo trá và đạo đức giả này. Khi định phát triển và chứng đắc tuệ sanh diệt Buddha Dhammaya, tâm sẽ thoát khỏi hai ác pháp ấy. Có lần một người phụ nữ nọ trong mối quan hệ với chồng bị áp bức và đối xử tệ bạc, đã thực hành chánh niệm và cảm thấy hối hận. Cô thú nhận những khuyết điểm của mình và thề sẽ từ bỏ chúng. Như vậy, thực hành chánh niệm và bát chánh đạo được xem là rất hữu ích trong nỗ lực vượt qua những phiền não gây ra khổ đau, làm xói mòn đạo đức và kéo dài vòng luân hồi của chúng ta.